Xin chào các khán giả của Duy Anh. Nếu bạn là một fan của đồng hồ lặn thì những hình ảnh vừa rồi đã rất gây ấn tượng và tò mò phải không ạ? Đó cũng chính là sản phẩm mà mình sẽ giới thiệu với các bạn trong video ngày hôm nay, đến từ thương hiệu Olympianus. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, phiên bản mới nhất của OP Diver mang tên là 899831. Phiên bản cũ của mẫu này là 89983 đã từng được mình review và so sánh với mẫu Marco của Oren. Và có lẽ các bạn có nhớ trong video đó thì sản phẩm của OP thua một cách toàn diện, chỉ hơn đúng ở một khía cạnh, đó là được trang bị kính sapphire mà thôi. Tuy nhiên, với thế hệ mới này thì OP đã thực sự tạo nên bước đột phá từ cả ngoại hình, mức độ hoàn thiện cho đến thiết kế để đưa mẫu diver của họ lên một tầm cao hơn, xứng đáng là đối thủ của bất cứ thương hiệu nào trong phân khúc từ khoảng 4 cho đến 7 triệu đồng. Đầu tiên là phải nói đến thiết kế, OP đã lần đầu tiên đưa gần như y nguyên thiết kế mặt số và bezel của huyền thoại Rolex Submariner lên sản phẩm của mình. Với truyền thống tạo ra những mẫu đồng hồ homage ấn tượng với mức giá cực kỳ phải chăng thì đây là một hứa hẹn sẽ một thành công rất lớn của OP. Chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ với tất cả những gì là đặc trưng của Submariner hiện đại, đó là kim phút dạng pencil, kim giờ kiểu Mercedes và kim dây kiểu dạng chấm tròn lollipop. Bộ cọc số là sự kết hợp hài hòa giữa hình tam giác ở góc 12 giờ, cọc số vạch vuông vức ở góc 6 giờ và 9 giờ. Các vị trí còn lại sẽ là những chấm tròn dạng bọt nước, rất đặc trưng của đồng hồ lặn nói chung. Và dĩ nhiên, không thể thiếu được tính năng lịch ngày nằm dưới lớp kính Cyclops ở vị trí 3 giờ. Và đương nhiên, theo truyền thống của OP thì mẫu này sẽ trang bị kính sapphire. Không chỉ có vậy, bezel cũng được làm gần như y nguyên so với mẫu Rolex. Các vạch chia màu trắng cho đến là các con số chỉ phút ở đây. Đến cách thiết kế răng cưa ở cạnh bên cũng hoàn toàn tương đồng. Tất cả nằm trên nền một màu xanh lá rất là cuốn hút mà anh em đam mê diver hay còn gọi là màu Hulk, một siêu anh hùng nổi tiếng trong biệt đội Marvel Avengers. Theo mình biết thì đây chính là sản phẩm đầu tiên trong phân khúc đồng hồ phổ thông có được thiết kế như thế này. Trước đây thì những fan nhà nghèo của Rolex Submariner sẽ phải chi ít nhất là khoảng 500 đô la Mỹ hay là khoảng hơn 10 triệu đồng để sở hữu những mẫu Ocean One đến từ thương hiệu Đức là Steinhardt. Mà hãng này thì rõ là khá là khó trong việc tìm mua chính hãng ở Việt Nam vì chưa có đại lý chính thức. Trong khi đó thì việc sở hữu một chiếc OP với cùng thiết kế đó từ các đại lý chính thức của hãng này, trong đó có Duyên Watch, với giá chỉ bằng một nửa so với Steinhardt, lại rất nhỏ so với nguyên mẫu Rolex Submariner thì quả là một điều tuyệt vời. Có thể nhiều bạn thắc mắc là OP sử dụng thiết kế này thì có vi phạm bản quyền hay không? Thì câu trả lời là không. OP tung ra 89931 đến với chúng ta hoàn toàn hợp pháp và minh bạch. Bởi vì một thiết kế dù đã được đăng ký bản quyền thì để khuyến khích tính sáng tạo và đổi mới thì bản quyền đó cũng chỉ có một thời hạn nhất định mà thôi. Từng đó có thể đã đủ để bạn ấn tượng với mẫu đồng hồ này, nhưng OP với triết lý vô địch về cấu hình trong tầm giá thì còn làm được nhiều hơn thế. Không chỉ là mức độ hoàn thiện chắc chắn, cứng cáp hơn phiên bản cũ với vỏ thép không gỉ dày dặn, dây oyster khỏe khoắn, mà còn là chất liệu ceramic dành cho bezel. Thật không thể tin được là với một trang bị vốn tưởng chừng chỉ có trên những mẫu đồng hồ cao cấp có giá ít nhất cả ngàn đô la Mỹ như là Tissot Sea Star hay là Longines Hydron Quest lại được OP sử dụng ở trên mẫu này. Có bezel ceramic rồi thì các bạn gần như sẽ không còn phải lo vành đồng hồ bị chảy xước, vẻ đẹp và màu sắc của nó cũng sẽ còn mãi theo thời gian. Cảm giác bóng và trong suốt cũng sẽ cho trải nghiệm thị giác tốt hơn rất là nhiều, hơn hẳn so với bezel kim loại sơn mạ thông thường. Kích thước đường kính của phiên bản này sẽ là 41mm, không quá to và cũng không quá nhỏ, có thể coi là kích thước chuẩn cho một mẫu diver. Bộ máy automatic của Nhật Bản cũng sẽ đảm bảo cho bạn về độ chính xác và ổn định, tương đương các thương hiệu như là Oren, Seiko hay là Citizen. Mẫu này cũng sẽ có thêm cả các phiên bản màu đen và màu xanh lam để các bạn lựa chọn. Nếu đang quan tâm thì hãy đến với Duyên Watch, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để trực tiếp trải nghiệm hoặc đặt hàng online qua website đồnghoduyen.com. Còn bây giờ, Đức xin cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Like, share và subscribe kênh YouTube của Duy Anh để tiếp tục đón xem những video hấp dẫn nhé.